Thêm một tô ít nước béo cho chị. Dạ chọn nha. Nhanh chị ơi. Dạ, nhanh cho em đây chị ơi. Nè. Dạ. Mày làm cái gì đó? Định nâng cấp gì nữa đúng không? Dạ, em không có nâng cấp. Chứ mày đứng đây làm gì? Dạ, em đứng coi người ta. Con ăn đi. Con gái bà ngoan lắm nè. Gia đình người ta ăn cơm thôi mà. Có gì hay đâu mà mày đứng mày coi. Dạ em. Mày đói rồi đúng không? Dạ. Nè, mày ăn trước đi. Nhưng mà đại ca, em ước được giống như họ vậy đó. Có ba mẹ và được ăn cơm nữa. Mày ăn đi. Còn đứng đó lảm nhảm những điều không thể có nữa. Nhanh lên. Dạ. Đi. Lại lên. Dạ. Đại ca. Đại ca. Đại ca về. Tụi bay làm cái gì mà mừng dữ vậy? Đại ca, em có thì cho đại ca coi, hay lắm nè. Canh chua đó đại ca, ngon lắm đó. Ơi. Tiền ở đâu mà tụi bay mua vậy? Dạ, đâu phải mua đâu đại ca, cái này máng nấu mà. Đại ca, lúc mà còn ở nhà em nấu cơm giỏi lắm. Đại ca ăn thử coi có ngon không nha. Mấy anh cũng ăn thử nha. À, em múc cho. Nè. Đưa cái muỗng. Dạ. Anh đưa em chén đó đi để em múc canh cho. Ừ. Sơn. Dạ. Lấy giùm anh cái muỗng. Anh Huy, lấy cái muỗng giùm cho anh Hân. Lấy cho nó đi. Nè anh Hân. Cảm ơn anh. Đây. Của anh nè. Đại ca ráng ăn nhiều đi. Mẹ nấu ngon lắm á. Ừ. Ngon, ngon quá. Ngon quá đại ca. Ngon hơn nhà hàng năm sau nữa. Ờ. Nếu mà mấy anh thích đó thì bắt đầu cả từ ngày mai em sẽ nấu cơm cho mấy anh ăn luôn. Mấy anh chịu không? Mà nội đâu ra tụi mày có vậy? Ừ, chuyện là vậy nè. Cái nồi này còn mới quá. Sao người ta lại quăng ta? Mén. Hay là mấy cái thứ đó về chai không có mua đâu. Đừng có lượm. Ờ. Của con bữa nay được 20.000 đó. Dạ. Nè, của con nè. Cảm ơn gì? Ờ, nhìn con sao mà lạ quá vậy nè. Bộ mới gia nhập ban bụi đời hả? Dạ, con mới tới đây mấy ngày à. Con trong ban của đại ca Giang á. Ừ, ban thằng Giang á thì được.
đừng có gia nhập băng thành thùng nghe không? Tụi nó mất dạy lắm đó. Dạ con biết chứ. Hôm bữa con có gặp mấy ảnh đó, mấy ảnh còn đòi quýnh con nữa. Mà sau khi biết con trong băng của đại ca Giang, mấy ảnh không dám quýnh con nữa. Ừ, tụi nó sợ thằng Giang lắm. Dạ. Dì ơi, ừ? Cái nồi này dì có bán không? Bán chứ con. Ủa, mà con mua nồi cũ làm chi? Dạ, tại con thấy mấy anh ăn đồ ngoài đường hoài mắc tiền quá. Con định mua nồi về để nấu cơm cho mấy ảnh ăn, đỡ tốn tiền hơn. Ừ, nhưng mà đâu đưa đây dì coi, cái này nó còn nấu được không? Ờ, cái này được nè, nó còn nguyên nè. Dì cho con nè. Dạ, dì bán cho con nha, bao nhiêu tiền vậy dì? Thôi, cho con đó, buôn bán gì đâu con. Thôi, cho con gì lỗ sao, để con trả tiền nha. Trời, con nhìn coi, dì có nguyên một dĩa dây chai bự như vậy nè. Cho con có cái nồi này, sao mà lỗ được. Dạ, con cảm ơn dì. À, mà nấu nướng vậy rồi, chén đũa gì có chưa con? Dạ chưa, hồi nãy bên bãi rác á, con có tìm được mấy cái chén cũ. Nhưng mà con định là vài bữa nữa tìm thêm chắc đủ. À, dì có mấy cái chén cũ nè, dì không có xài. Dì vô dì kiếm gì cho con nghe. Con cảm ơn dì. Dì chút nghe. Dạ. Nè, đây nè. Cho con nè. Dạ, con cảm ơn dì. Cảm ơn dì nhiều lắm. À, tiền này là của đại ca, phải nộp cho ảnh. Nhưng mà nếu mà mua đồ cho mấy ảnh ăn thì đâu có sao đâu. Ủa, mấy rau này còn ăn được mà, chỉ cần bỏ mấy chỗ hư thôi. Ừ, chuyện là vậy đó. À, đúng rồi. Đại ca, bữa nay em bán được 20 ngàn. Nhưng mà em mua gạo với đồ nấu canh chua hết 10 ngàn rồi. Bây giờ em nộp cho đại ca 10 ngàn. Tự ý xài tiền khi không được cho phép, bị mấy rồi, Hưng? Dạ, năm rồi, nhưng... Nhìn cái gì? Ờ, nhưng mà đại ca ơi, cái đó là sử dụng tiền vào mục đích riêng. Còn cái này á, là mén lấy tiền mua đồ cho nhóm. Cái này là ngoại lệ đó đại ca. Dạ, phải rồi. Cái này đúng ra phải được tha thứ. Tại vì con mén nấu cơm cho cả nhà. Ta có biểu nó mua không? Dạ không. Nó tự ý mua, có phải là cãi lời không? Vậy, nó bị ăn đòn, có quen không hả? Dạ có. Ơ, dạ không. Thôi được rồi, mấy anh khỏi nói cho em nữa. Đại ca muốn đánh á, thì để đại ca đánh đi. Em bị đòn mấy rồi, nhưng mà mấy anh được một bữa cơm ngon thì cũng không sao đâu. Sơn, để rồi cho anh. Dạ. Lấy cái cây nhỏ kìa. Cây này đánh chắc tao lắm. Anh hả? Được đây. Anh đừng có đánh chị Mén nha, em năn nỉ đó. Con Mén á, cãi lời đại ca, tự ý xài tiền nữa. Nó bị đánh cũng phải thôi. Mà đứa nào cũng ăn, coi như đồng lõa rồi. Thôi vậy mỗi đứa chịu roi với Mén đi. Cái này á gọi là có ăn có chịu. Bây giờ đứa nào chịu roi với con Mén, giơ tay lên.
Dạ đại ca, em xin chịu một roi. Em giống nó. Mấy ông ai cũng chịu một roi, vậy em cũng chịu luôn. Được rồi, tụi bay muốn vậy đúng không? Một chút nữa, tao đánh tụi bay hết một lượt luôn. Bây giờ, tao đánh con mén trước đã. Bỏ cái tật, tự làm theo ý của mình nghe chưa? À. Ra. Dạ. À. Qua. À. Tiếp. Ra. Đại ca, đại ca cho em nợ nha. Nợ hả? Ra. Ra. Sao vậy? Lúc nãy anh hùng lắm mà, sao bây giờ lại than đau? Nè, bây giờ tới lượt tụi bay á. Hả? Trời ơi, đại ca làm gì vậy? Ai biết, làm sao? Tao á, làm đại ca không có thể tự tung tự tác, cho nên bây giờ tụi mày có quyền đánh lại tao. Hồi nãy tao cũng có ăn nữa, cho nên trong những cái roi đó tao cũng có phần. Tao cũng phải chịu một roi như tụi mày. Đánh đi. Đúng rồi, làm như vậy mới là đúng chứ. Khoan hô đại ca. Đánh đi. Nói vậy thôi chứ ai dám đánh đại ca. Em giỏi em đánh đi. Thôi, đúng rồi, thôi bỏ đi. Thôi bỏ sao đi. Dám đánh đại ca. Ai mà dám đánh. Bỏ đi. Bỏ sao được mà bỏ. Hả? Hả? Mấy anh không đánh thì để em đánh. Cái này gọi là ăn đồng chi đủ, sướng khổ có nhau. Con nhỏ này nhẹ tay chút không được sao? Hay quá anh. Khi thiên đường đã đến với bọn trẻ bùa đời tụi tao, sao một trận đòn chung như vậy? Phải công nhận nha, nghe cái chuyện quá khứ của anh, em thấy nó càng ngày càng ly kỳ, càng hấp dẫn. Anh, kể tiếp em nghe đi. Rồi sao nữa? Không, tao không kể nữa đâu. Sao vậy? Tao muốn mày cùng đi với tao làm một việc này. Đi phá đám tụi hùng què nữa phải không? Tao đã thề rồi, không đối đầu với đó nữa. Việc buôn lậu ma túy đã quá tầm kiểm soát của tao. Hãy để cho công an và mọi người giải quyết tụi nó. Anh sợ là nó sẽ hại Tuyết Đen và mọi người hả? Sau chuyện này tao đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Hùng què là con chó điên. Nếu mà một chầu một với nó thì tao không sợ và không thua nó đâu. Nhưng mà ở sau lưng nó cả một thế lực rất lớn và độc ác. Sinh mạng con người trong tay bọn chúng giống như là cỏ rác vậy. Bởi vì tao nghĩ nếu như tao liều lĩnh sẽ ảnh hưởng, sẽ đem đến sự nguy hiểm cho mọi người. Ừ, em hiểu. Thằng Hùng què cũng đã hứa với tao rồi, nếu như tao để cho nó yên ổn hoạt động thì nó sẽ không dòm ngó và hay đến khu chợ của mình quấy phá nữa. Ừ. Lúc đó chúng ta sẽ có một nơi làm việc thật yên ổn như là mọi người vậy. Đó không phải là ước mơ của mày và mọi người sao? Ủa, vậy chứ anh muốn dắt em đi đâu? Tao có một ước mơ lớn mà cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Còn những cái nhỏ nhỏ thì có thể làm được. Mày có muốn biết không? Dạ muốn chứ. Vậy thì cùng đi với tao. Ok. Ủa anh, cái túi này đựng gì trọng mà bự quá vậy? Bí mật, chút nữa mày biết. Dạ. Nè, tắp chỗ đó đi.
Đắp vô. Đặt kia kìa. Dạ. Chú ơi, con còn có mấy ngày nữa à. Chú không có đến đây để lấy tiền con đâu, đừng có sợ nghe. Thôi, con dỗ em ngủ tiếp đi, nha. Dạ. Chú đi nha. Dạ. Bye bye con. Đi. À, bây giờ thì em biết rồi. Mấy lần mà anh trốn đi ban đêm là anh đi làm mấy chuyện này đó hả? Không chỉ làm mấy chuyện đơn giản này thôi đâu. Vậy chứ còn chuyện gì nữa? Thí dụ như là đi ăn cướp. Cái gì? Anh là ăn cướp? Mày làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Tao nói đùa thôi. Ờ. Nhưng nếu có chuyện đi cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, mày dám tham gia không? Cướp giàu chia cho nghèo, giống như là mấy tay giang hồ Trường Nghĩa hồi xưa hả? Đúng vậy. Nhưng mà anh làm gì thì làm, người ta vẫn nói anh là thằng ăn cướp. Mỗi người một chí hướng, một suy nghĩ. Tao chúc cho mày sớm trở lại cuộc sống bình thường, có vợ, có con, hưởng thụ một cuộc sống êm ấm. Ủa, thì anh cũng vậy thôi, có khác gì em đâu. Em thấy cái bà Tuyết Đen gì đó, bà lo lắng cho anh lắm đúng chưa? Hồng ấy anh lấy bả luôn cho rồi. Chỉ là tình cảm anh em thôi. Một chút xót xa, một chút thương hại cho kiếp người khốn khổ. Thật ra trong lòng tao đã có người khác rồi. Ai vậy anh? Nếu tao nói là Sĩ Phương. Hả? Cái gì? Ừ? Sĩ Phương? Cái con nhỏ, nhỏ xíu con mà suốt ngày tới phòng trọ chửi anh đó hả? Có gì đâu mày hốt hoảng dữ vậy. Nhưng mà nó... Tao chỉ đùa thôi. Cô ta là con gái của ngài Thượng tá Công an, chuyên trách vụ án truy lùng tên cướp Cảnh Tinh. Tao không thích đối tượng đó. Đúng rồi. Ủa mà anh cũng hay thiệt ha. Sao anh lại biết rõ về thân thế của cô ta, rồi còn biết rõ ba của cô ta làm gì nữa? Ê, anh đừng có nói với em là anh làm chuyện gì đó hết hồn nha. Mày hết hồn chuyện gì? Thì vậy... À, mày lo cho tao sợ trèo cao té đao chứ gì? Chứ gì nữa? Yên tâm đi, tao biết lượng sức mình. Đối với công an, tao chỉ có một chữ thù, tuyệt đối không có chữ tình. Ủa, sao lại thù? Một mối thù bất cộng đái thiên. Thôi, không nói chuyện này nữa. Đi về, khuya rồi. Dạ. Mà cũng phải công nhận nha, con nhỏ Sĩ Phương đó cũng ấn tượng thiệt. Thôi. Trời đất ơi, hơn tuần rồi mà sao vết thương vẫn chưa lành nữa trời. Không phải là đổ càng nhiều thì sẽ mau lành đâu. Ủa, bộ bác sĩ hết tiền xài rồi sao? Sao cứ tới đây làm phiền cả bệnh nhân này hoài vậy hả? Đừng có nói nhảm nữa. Đưa tôi coi.
mà hình như là nó bị nhiễm trùng rồi đó. Có phải là anh rắc kháng sinh lên vết thương không? Tại sao anh làm vậy? Thì mỗi lần tôi bị thương, tôi đều rắc kháng sinh lên. Chứ không phải mỗi lần rắc kháng sinh thì nó sẽ không bị nhiễm trùng với lại mau lành hay sao? Kháng sinh chỉ chống nhiễm trùng và làm mau lành vết thương với những vết thương nhỏ thôi. Cái này á hả? Anh bị đâm sâu vô thịt mấy nhát lận, phần thịt nát bấy rồi, làm sao mà lành? Mấy hôm trước á, là tôi thấy nó đỡ đau rồi. Mà đâu có gì đâu, tự nhiên bữa nay tôi thấy nó sưng sưng, tôi mở ra coi thì nó vậy nè. Nó liền da rồi, mình tưởng là lành, nhưng mà thật ra nó chỉ ở bên ngoài thôi. Còn ở bên trong á, nó chưa có lành, rồi nó không có chỗ thoát dịch, nó sưng tấy lên, rồi làm nhiễm trùng. Có thể là nó sẽ bị hoại tử luôn đó, biết không? Sao tôi biết được, tôi đâu phải là bác sĩ đâu. Nói đơn giản một chút, nếu như mà vết thương bị nhiễm trùng, hoại tử, ăn sâu vào xương, chỉ có một cách thôi, là cưa tay. Giờ hiểu chưa? Trời, tôi không phải con nít đâu mà hù tôi. Trời. Tôi là bác sĩ, y đức của một người bác sĩ không có cho bản thân hù dọa bệnh nhân đâu. Có thiệt không vậy? Chứ không phải hả, anh nhìn đi. Vết thương á, tuy là có vẻ đang lành, nhưng mà ở bên trong vẫn rất là nhức, đúng không? Vậy giờ tôi phải làm sao? Biết sợ rồi hả? Chứ, đời tôi không có từ sợ. Hay quá. Vậy thôi, ngồi yên đó, chờ ngày cưa tay đi. Ê, thôi được rồi, tôi biết sợ rồi. Bác sĩ, giúp tôi đi. Bây giờ tôi sẽ mở rộng miệng vết thương ra để làm lành ở bên trong ha. Cô là bác sĩ, muốn làm sao thì làm đi. Rõ ràng mình đã biết hắn là tên cướp ba và ban chuyên án cần bắt, vậy mà mình lại đến đây chăm sóc vết thương cho hắn. Mình còn chờ gì nữa mà không nói cho ba chứ? Không lẽ mình bắt đầu có tình cảm với hắn rồi? Cô ơi, Phương, cô bị sao vậy? Cô có định chữa bệnh cho tôi không vậy? Không, không thể nào. Không thể nào là gì? Không thể nào là không thể nào chứ lại gì. Ngồi yên đi, lạng quạng tôi cưa tay luôn bây giờ. Sĩ Phương đã đến chăm sóc cho anh Cảnh hết. Không lẽ nào... Ông chủ cho gọi đàn em. Đàn em tới liền. Nghỉ ngơi mấy tháng, trông chú mày béo tốt no tròn ra đó. Tốn non tỷ bạc cho chú ra nước ngoài để chỉnh hình thay khớp mà vẫn chưa đi được. Bộ phải chống gậy mới đi được sao? Thưa ông chủ, giang hồ vẫn gọi em là Hùng Què. Em muốn ở với cái tên Què đó để che mắt mọi người. Còn thực lực của em thì ông chủ vẫn chưa biết. Dậy! Tốt. Chú mày ngồi đi. Dạ. Anh có việc mới cho mày đây. Ông chủ cứ nói, đàn em sẽ hết lòng làm việc. Tao cần một đứa giỏi
Em tưởng là chuyện gì? Chuyện đó thì quá dễ. Em sẽ cho thằng Hùng Sẹo. Tao chưa nói hết. Dạ, ông chủ có nói tiếp à? Tao cần một đứa giỏi chưa từng lộ mặt để cướp lại số hàng. Mày và Tùng Sẹo đều quá quen mặt rồi, tụi nó sẽ đề phòng. Cướp lại hàng à? Ý ông chủ muốn nói... Thời gian qua công an truy lùng gắt quá. Tao đành phải cho đóng băng tất cả mọi công việc. Đám tư lì tưởng tao hết thời, nổi dậy cướp trắng chuyến hàng từ Thái Lan về. Khốn kiếp, tụi này to gan lắm, dám vuốt ngược dãy rồng. Thôi được, ông chủ cứ để đó cho em. Nội trong đêm nay em sẽ lấy hàng về cho ông chủ. Nói như vậy chú mày giỏi hơn tao sao? À dạ, em không dám. Mấy tháng ẩn mình vừa tránh được tai mắt của công an, mày lại muốn làm rùm beng lên sao? Dạ em... Tao cần một đứa mới toanh ra thương lượng mua lại số hàng này. Mới toanh? Ừ, mới toanh nhưng mà phải bản lĩnh. Em e là một đứa như vậy không dễ kiếm đâu ông chủ. Nếu dễ tao cần tới mày sao? À đúng rồi ông chủ, em có một thằng. Mày nhìn đi. Cái gì? Mày nhìn thằng Nhĩ Năng với nhìn cái gì? Nhậu này nó thấy nó ngạo mạn lắm rồi đó. Không ai nha nhìn. Làm như nha người ta nha. Chuyện như vậy mà mày cũng bực mình nữa. Bộ mày mới bước vô giang hồ hả mày? Mày nói vậy là ý gì đây? Thằng Đăng á, nó lập công to với đại ca thì đương nhiên bây giờ nó phải được như vậy chứ. Nhưng lúc trước nó không có như vậy. Tất nhiên rồi, lúc đó nó mới vô, đương nhiên phải lép chút xíu chứ. Vậy mà mày cũng không biết nữa. Nè, hai thằng mày có đi làm không? Nếu không làm thì đi về. Đứng đây làm nhảm gì vậy? Mày dám làm chung tụi tao hả? Tao nói mày đó. Tao nói mày luôn đó. Tao bỏ đi. Lại đây. Tụi tao á, nghỉ uống nước chút xíu thôi. Thôi vô tâm sức. Tao nói mày nha, mày càng nhấn với tao á, tao quýnh mà mày đó. Rồi đi. Mày nể đại ca chút xíu. Dù gì á, nó cũng đánh thắng Tư Hoành, lấy lại sĩ diện cho tụi mình. Tao nói thiệt với mày á, này mới đó, đại ca không cho tao đi thôi. Không cho mày đi là đúng rồi. Mày mà đánh nắm được ai? Nếu muốn được Hùng Què chú ý, cậu phải tỏ ra ngông nghênh, ngạo mạn, đưa đến sự bất phục trong nội bộ, thì cái cớ rời khỏi băng anh cảnh mới hợp lý được, mới thuyết phục. Sư tỷ đúng là sư tỷ, rất có kinh nghiệm. Sĩ Phương, bà có coi tôi là bạn thân của bà không? Bà hỏi gì kỳ vậy? Làm sao? Bà trả lời đi chứ. Bà có coi tôi là bạn thân của bà không? Trời, 3 năm trung học, 3 năm đại học, ăn chung ngủ chung với nhau. Bà nghĩ xem, đó có phải là bạn thân không? Thì bà biết đó, đã là bạn thân thì không được giấu nhau bất cứ điều gì. Bà chưa làm được điều này. Rồi, tôi biết rồi. Bà mới vừa đọc ở đâu ra những thứ đó vậy? Mà bà đang có chuyện gì giấu tôi vậy? Trời, tôi có giấu gì đâu. Sao bà nói vậy? Thì đó, tôi thấy anh Tân nói đúng rồi đó. Bà đang có chuyện gì rắc rối, rất là khó nghĩ. Bà có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe đi. Trời ơi, không có. Tôi biết là bà có chuyện gì giấu tôi mà.
nói tôi nghe đi. Thật ra nói chung là không phải là tôi giấu bà, mà là vì chuyện này hệ trọng lắm, mà tôi không có dám chắc thì làm sao mà tôi dám kể cho bà nghe được. Nhưng mà hai cái đầu tốt hơn một cái đầu mà, đúng không? Bà kể tôi nghe đi. Nhưng bà hứa với tôi, bà sẽ không nói cho ai biết, được không? Được rồi. Bà còn nhớ á, có một lần khi mà mình gặp anh Cảnh, rồi xong á, tôi nói thấy ảnh quen quen không? Nhớ. Mà bà có nhớ là tôi có nói là anh Cảnh rất giống với lại tên cướp đã đột nhập vô nhà tôi không? Nhớ. Rồi sao? Bây giờ tôi chắc chắn anh Cảnh chính là tên cướp đã đột nhập vô nhà tôi đó. Hả? Cái gì? Bà đừng có nói bậy nha. Tôi chắc mà. Nghe mấy đứa ngoài kia nói á, mới tuyển được con bé tạp vụ rất là dễ thương. Không ngờ quá là dễ thương ngoài tưởng tượng của bà chủ này. Dạ, bà chủ mới tới. Em kêu chị Ngọc Ánh đi, đừng có kêu bà chủ, nghe già lắm. Dạ, chị Ngọc Ánh. Ừ, giỏi. Em mới dưới quê lên hả? Dạ, em là bạn gái của anh Sĩ Đăng. Hồi đó giờ em phụ ba má em làm ruộng không à. Nhưng mà mấy tháng nay mùa màng thất bát quá, không có đủ ăn, cho nên em mới theo anh Sĩ Đăng lên đây để xin việc. Nhưng mà chị thấy làm những thứ lặt vặt như vậy đâu có bao nhiêu lương đâu em. Dạ em cũng biết là như vậy, nhưng mà tại vì em ít học, bây giờ em không phụ việc á, thì em cũng đâu biết làm gì đâu. Em ra đây, chị nói nghe. Dạ. Em có thấy mấy chị ở ngoài đó không? Đó. Dạ nhìn thấy. Nếu như mà em muốn kiếm được nhiều tiền á, em phải ra sàn tiếp khách như mấy chị đó đó. Em đẹp như vậy mà phải rửa ly, thiệt là uổng phí cuộc đời. Dạ, tại anh Sĩ Đăng á, để em làm cái gì thì em làm cái đó thôi à. Với lại, chắc anh Sĩ Đăng không cho em ra tiếp khách đâu. Anh nói á, nhìn em quê mùa lắm. Sĩ Đăng là thằng nào? Tại sao em lại nghe lời nó chứ? Em thấy đó, đứa nào cũng gặp với một đại gia hoặc là một thằng giang hồ. Yêu thì yêu, mà tiếp khách thì cứ tiếp khách. Dạ, nếu chị đã nói như vậy á, để em về em hỏi ý anh Đăng thử nha. Nếu mà anh Đăng đồng ý thì em tính như thế nào? Nếu mà anh Sĩ Đăng đồng ý là em chịu liền ha. Tại chị cũng biết á, nhà em nghèo lắm, miễn là làm việc gì có tiền á, dù vất vả em cũng làm liền ha. Em ngoan quá. Nếu như mà em ngoan ngoãn nghe lời chị á, thì chị bảo đảm với em không những có cuộc sống ổn định mà còn phủ phê luôn. Dạ em cảm ơn chị. Bây giờ á, em vô bếp em rửa tiếp nha. Nhưng mà ngày hôm nay thôi nha. Ngày mai ấy, chị sẽ dẫn em đi chợ sắm đồ đẹp. Dạ, em cảm ơn chị. Em vô nha. Rồi. Thật. Đây là con dế mà bà bỏ vô túi của tên cướp đột nhập vô nhà bà hả? Thật chứ sao? Lúc đó hả, tôi nghĩ là sẽ dùng tiếng reng của nó để làm lộ tung tích của tên cướp đang lẩn trốn trong bóng tối, hay là ở một xó xỉnh nào đó trong giường của tôi á. Vậy tại sao cái này lại nằm trong tay của anh Sĩ Đăng? Trời ơi, thì bà hỏi anh hai tôi đi. Tôi đã nói rõ ràng lắm rồi, mà sao bà cứ hỏi tới hỏi lui giống như là bà đang điều tra tội phạm vậy?
Vì tôi thấy trong chuyện này có rất là nhiều điều phi lý. Phi lý chỗ nào? Bà có mưu đồ khi lén bỏ con dế vô túi của tên cướp. Lý do mục đích động cơ tạm cho là như vậy. Nhưng mà tại sao bà không thực hiện khi tên cướp đã rời nhà bà để lẩn trốn? Lý do của sự im lặng đó là gì chứ? Thật ra thì tôi cũng không có mục đích động cơ hay là lý do nào hết á. Tôi chỉ hành động theo mách bảo của linh cảm thôi à. Linh cảm như thế nào? Thì linh cảm giống như muốn nói với tôi là đừng có làm vậy, vậy đó. Nói ra chắc bà cũng không tin đâu. Nhưng mà thật tình là lúc đó tự nhiên tôi thấy là tên cướp đó rất là quen, quen lắm. Giống như là một người bạn cũ của tôi vậy đó. Cho nên tự nhiên lúc đó tôi để điện thoại, cũng muốn là một lúc nào đó hắn gọi điện thoại lại cho tôi thôi. Người bạn quen quen đó là ai? Một người quen cũ thôi. Nhưng mà có điều tôi thắc mắc á, là tại sao cái điện thoại đó tôi để ở trong túi của tên cướp mà bây giờ phát hiện ra là ở nhà của anh Cảnh chứ? Mà điều đó đâu chứng minh được gì đâu. Biết đâu mấy lần bà đến khám cho anh Cảnh rồi bà để quên con dế này lại thì sao? Không thể nào chỉ vì một con dế nằm ở đó mà bà khẳng định ân nhân của tôi là tên cướp đột nhập vô nhà bà được. Thật là như vậy thật mà, không có sai đâu. Linh cảm của tôi mách bảo vậy mà. Anh Cảnh tức là người đó. Rồi, cứ cho là bà nghi đúng đi. Nhưng mà tôi hỏi bà nè, nếu anh Cảnh là tên cướp thì tại sao anh ấy 5 lần 7 lượt từ chối làm bảo vệ công ty ba tôi, trong khi anh ấy biết rõ đó là cơ hội tốt để đột nhập và cướp mà? Bởi vậy tôi mới hoang mang, tôi không có hiểu nè. Nè, anh Cảnh đã từng cứu tôi rồi không chịu nhận tiền đền ơn. Anh ấy từ chối tất cả mọi ân huệ. Và điều quan trọng hơn hết là chính là anh Sĩ Đăng đã ở 2 tuần bên cạnh anh Cảnh rồi. Nếu có thể tìm được manh mối của tên cướp Cảnh Tinh, nếu mà quả thật á mà tên cướp Cảnh Tinh chính là anh Cảnh á, thì anh Sĩ Đăng đã phát hiện ra rồi. Ha. Trời, bà càng nói tôi càng thấy hoang mang vậy. Anh Cảnh, rồi tên cướp đã đột nhập vô nhà tôi, rồi còn tên cướp Cảnh Tinh nữa. Sao mà bao nhiêu cái dồn vô một chỗ vậy? Tôi thấy cái này chẳng qua là tại bà thôi. Bà ghét anh ấy, anh ấy phũ phàng rồi hay gay gắt với bà, cho nên bà thành kiến với người ta. Không, không phải như vậy. Nếu mà không có thì thôi, sau này đừng có nghi quan người tốt nữa đó. Uống nước đi. Cẩm Tú phân tích không sai, nhưng sao mình vẫn thấy hoang mang quá. Nếu đúng thật anh Cảnh là tướng cướp Cảnh Tinh thì sao? Mình nhất định phải điều tra tận tường mới được. Công nhận nhỏ bác sĩ mắt tay thiệt nha. Rạch có vài đường vậy mà đỡ đau hơn hẳn. Tráng nha, Tráng mau lành lại. Trung thu sắp tới rồi, tao sẽ có dịp nhờ mày đó. Đại ca, đại ca, có chuyện rồi đại ca. Chuyện gì? Ủa đại ca, hồi đó giờ mặc dù mới vô giang hồ thôi, chưa có số má gì hết, nhưng mà em rất biết làm người, rất trọng đạo giang hồ. Mày muốn cái gì? Nói thẳng ra đi. Cái gì mà rào trước đón sau vậy? Nói thiệt đại ca là chuyện này em khó nói lắm. Với lại dù gì mất công nói ra, đại ca nói em là người vô ơn bạc nghĩa nữa, kỳ lắm. Tao mệt lắm rồi đó nghe. Vô vấn đề chính đi. Dạ, đại ca cho em nói nha. Chuyện là cái thằng Sĩ Đăng á. Thằng Đăng đó là sao? Chắc thằng Tài phi giao với thằng Tám Sức á. Nó thấy con ta mới vô, không phục, rồi làm khó dễ, không cho nó thay tao sắp ca cho tụi bay đúng không? Dạ không có. Chuyện là vậy nè đại ca. Bữa nay thằng Tài với thằng Tám đi coi chợ cá, thằng Hưng đi coi chợ rau.
Còn anh á, dắt mọi người đi chuyển hàng cho bạn hàng cũ. Dạ. Ngon mày. Tao đi kiểm tra vòng vòng tụi bay. Nói thẳng nha, mày ngồi mát mà ăn bát nhang, không làm mà cũng được hưởng. Mày ngon thiệt. Cũng phải chịu thôi. Ai biểu tôi làm đại ca tụi bay làm chi? Nghe gì? Mày nói mày là đại ca của ai? Mày ngon mày nói lại tao nghe coi. Tao nói tao là đại ca của mày, của thằng này, nguyên một đám tụi bay nữa. Anh cảnh giao cho tao trông coi khu vực này rồi. Hả? Giờ làm sao? Tụi bay có làm không? Không làm thì biến. Thôi thôi thôi, tụi bay đừng cãi nhau nữa. Tao nhìn cái mặt á, ngông nghênh của nó, tao không có ưa. Mày không ưa thì mày đi kiếm chỗ khác mà làm. Tao không cần mày ở đây nữa, ha. Mày á, mày nên nhớ, mày nới cái nắp này chỉ có hai tầng thôi, đừng mua nó nha mày. Ôi, tao tới đây lâu hay mau không quan trọng, quan trọng là tao đã hạ được thằng Tư Hoành. Mày làm được cái gì? Tới giờ này á, xe xuống rồi, có ai chịu xuống hàng không? Nhanh lên đi. Có làm không? Không làm thì biết. Thôi đi. Đi thôi. Sĩ Đăng. Gì? Anh tin chống đối hả? Không có đâu, anh làm sao dám chống đối chú. Vậy chứ chuyện gì? Anh có thằng cháu ở dưới quê mới lên, muốn xin một chân vào đội bốc giác. Thằng này nhanh nhẹn, mạnh khỏe lắm. Được rồi, mai kêu nó vô đây. Cảm ơn chú nhiều nha. Ngày mai tới kêu nó ra mắt chú. Ừ, một suất 500. Một suất 500? Ừ, sao? Một suất 500, rẻ quá mà. Được thì làm, không được thì biết. Tôi cũng đâu nói chuyện xuông được. Nhưng mà ủa, hồi nào giờ đâu có luật này đâu. Anh cảnh khác, còn tôi khác. Anh đâu có gom 2 thành 1 được. Bây giờ có chịu hay là không? Ờ, anh cũng khó khăn quá. Thôi chú mày bớt trả đi. Ờ, nè nè. Được rồi, ngày mai dắt nó tới đây, tôi sắp xếp cho ngon cho. Ừ, cảm ơn chú nha. Hưng Bư. Dạ. Có phải là mày nghe lời thằng Tám Sức đặt đề nói xấu thằng Đăng đúng không? Không có, cái này là tự em nói. Không thể nào, trước giờ thằng Đăng là người sống rất biết điều mà. Thì em cũng biết vậy, nhưng mà từ khi nó đánh thắng Tư Hoành xong á, bây giờ con người nó thay đổi 180 độ luôn, nó khác lắm đại ca. Không thể nào. Nè. Dạ. Có phải là tụi bay thấy tao tin tưởng nó cho nên đặt điều nói xấu nó đúng không? Trời, em không có đặt điều. Em đặt điều hả, ra đường thiệt xe đụng em chết luôn đi. Với lại em cũng mang ơn Sĩ Đăng mà, tự nhiên em đặt điều nói xấu nó làm gì. Vậy là những lời mày kể là thật hả? Dạ, không một câu gian dối, em thề luôn á. Thôi được rồi, cha nói với anh em á, bình tĩnh đi. Dạ. Chờ tao vài ngày, nếu thằng Đăng đúng như vậy thì tao sẽ xử nó. Đại ca thật là anh minh. Nè. Sao đại ca? Chỉ nói với mọi người là an tâm thôi nha. Dạ. Mọi chuyện để tao lo, không được bếp xếp gì cả. Dạ, em biết rồi, em đi nha. Ừ. Đại ca yên tâm. Ê, mày đi đâu vậy? Lâu lâu ngứa tay đi thùng bia cái. Không có được. Về lo cho dì Năm kìa. Ủa? Chở ba đi bác sĩ đi. Ủa, bà già em bị gì? Bị đau chân. Mày ở trong nhà không biết chuyện gì hết hả? Ờ, dạ không, mà má em bị đau chân hả? Thôi để em đưa má em vô bệnh viện nha. Cảm ơn đại ca. Ê, khoan đã. Ê, dạ. Chờ tao chút. Nè, có chai mặt gấu Cẩm Tú mới cho tao hôm qua, chị bóp chân cho bà đi. Dạ, em cảm ơn đại ca nhiều. Thôi em đi nha đại ca. Ui da. Ui da. Ui da. Có cái chân để đi tới đi lui, cúng chùa cúng miễu, mà giờ đau nhất như vậy. Ở nhà hoài chắc buồn chết quá.
Má. Ủa, con nghe nói là má bị đau chân hả? Ờ. Cái chân đau quá, không có đi đâu được hết trơn á. Ơi, con coi nhẹ nhẹ thôi, nhẹ thôi. Ui da. Đau. Ủa, con thấy đâu có sưng gì đâu, bình thường mà má. Ý mày nói tao giả bộ đó hả? Ờ, đâu có. Con lo, muốn dẫn má đi bác sĩ. Nhưng mà bây giờ chân má đâu có sưng, bình thường vậy. Bác sĩ biết bệnh gì mà cho thuốc. Trời ơi, bác sĩ người ta giỏi lắm. Nhìn vô là biết liền hà. Ủa, mày mới nói gì đó? Ừ. Chở tao đi bác sĩ hả? Dạ. Trời ơi, tao có nghe lộn không vậy? Hay là sắp tận thế rồi? Trời ơi, con dắt má mà làm như người dưng vậy. Trời. Má không nghe lộn đâu. Con tưởng má bệnh nặng, con lo, con định dẫn má đi bác sĩ. Nhưng mà bây giờ thấy chân má bình thường vậy, chắc là không sao đâu má. Vậy vậy đi. Nè, con có cái chai mặt gấu này hay lắm. Nè, má sức đỡ đi. Rồi nếu mà không hết á, lúc đó mình tính tiếp đi bác sĩ. Ở đây phải không má? Má đau ở đây có đúng không? Gì đâu mà má ngạc nhiên dữ vậy? Cái chai mặt gấu này á, của anh Cảnh cho đó. Biểu con đem về cho má. Thì ra là của anh Cảnh biểu mày vậy đó hả? Vậy mà tao tưởng mày tự động biết quan tâm tới má chứ. Vậy thì không sao, đỡ lo chiều nay có bão lũ. Mà nói giống như là con là thằng vô tâm không biết gì vậy đó. Má, giờ này má nấu cơm gì vậy? Chân cản giày nấu nướng gì? À, thôi, hôm nay á, chút nữa con chạy ra ngoài kia mua hộp cơm, hai má con mình ăn hả? Ăn vậy cho đỡ tốn bữa. Dạ. Nè, tiền nè. Thôi thôi, thôi, má cất đi, con có tiền mà, con chạy ra mua cái vô liền. Nè, con để đi, có gì má sức nha. Ủa thầy, em mời thầy ăn chè. Trời, cô cho chè nữa hả? Ngại hết sức vậy đó. Trời, lồng đèn đẹp quá thầy. Thầy định làm lồng đèn bán cho học trò hả? Học trò tôi nó học lớp 9 rồi, nó đâu có chơi lồng đèn nữa đâu. Vậy là thầy làm ra đường bán hả thầy? Hay là thầy đưa em mấy cái đi, ngày mai á em đem vô tiệm bán cơm nè, ai hỏi á thì em bán luôn cho thầy. Lồng đèn của tôi làm á, nó chưa có đủ đẹp để đem bán đâu. Mà thí dụ như nó có đẹp á, tôi cũng không bán nữa. Không lẽ thầy làm để chơi? Đừng nói thầy lớn vậy rồi mà thầy còn chơi lồng đèn nha. Thôi, cô đừng có đoán già đoán non nữa. Lồng đèn này á là tôi làm để đem đi cho. Cho? Ừ. Thầy cũng rảnh thiệt ha. Nếu mà thầy lỡ rảnh rồi thì thầy cho em cái nha. Rồi, tôi sẽ cho cô cái lồng đèn này. Còn lại tất cả các lồng đèn này á, tôi đem đến máy ấm để cho mấy em làm quà chơi. Tết Trung thu năm nào á, tôi cũng làm lồng đèn để cho mấy em ở trỏng chơi Trung thu hết. À, thì ra là thầy làm cho mấy em cơ nhỡ mồ côi. Ừ. Em biết rồi. Thôi thầy, thầy nghỉ tay ăn chè đi, để em làm cho. Thôi, cô có biết làm đâu mà làm. Thầy ăn chè đi. Cái này ấy là do bà chủ em kêu mang qua cho thầy á, không phải là em lén múc giống như mấy bữa trước đâu. Thầy yên tâm đi, em làm cho. Tôi là tôi chỉ đóng tiền cơm thôi ạ. Mà có khi là khuyến mãi tôi chè, có khi là khuyến mãi cháo, tôi ngại hết sức vậy đó. Mai mốt mà bà chủ cô có kêu cô múc qua đây nữa đó, cô đừng có làm nữa nha. Ngu sống đẹp. Cô nói sao? Em nói giỡn thôi.
Ý là bà chủ em quý thầy lắm, em mà không đẹp qua hả, bà đuổi em luôn á. Thầy ăn đi thầy. Ừ được rồi, để nó đi. Trời ơi, cô biết làm công đó. Vậy nè, cô phải vuốt cho nó xuôi chiều vậy nè. Cô vuốt ngược chiều nó phạm hết rồi. Ủa vậy hả? Mà đó, mấy cái này cũng đâu có gì lạ đâu, em biết hết á. Ở dưới quê em làm hoài chứ gì. Trời, mùa trung thu nào mà không làm. Ủa mà thầy, thầy thương mấy đứa con nít mồ côi ghê luôn ha. Người ta nói là đồng cảnh tương lân mà. Đồng cảnh tương lân có nghĩa là cùng cảnh ngộ, mình thương nhau phải không thầy? Nó giống giống vậy á. Mà thầy, mà hồi đó thầy nói thầy là trẻ mồ côi, rồi xong thầy đi bụi đời. Ủa vậy sao thầy làm thầy giáo được vậy thầy? Chuyện nó cũng dài lắm. Thầy nha, thầy hứa kể cho em nghe hoài mà không bao giờ thầy kể hết á. Hay là hôm nay thầy kể cho em nghe đi. Sẵn hôm nay em rảnh nè, em vừa phụ thầy làm lồng đèn, rồi nghe thầy kể, được không? Thật ra thì tôi không phải trẻ mồ côi. Cái lý do mà tôi trở thành trẻ mồ côi nó cũng lạng nhách à, nó không giống ai hết trơn á. Là sao em không hiểu? Thì cái năm mà tôi nghỉ hè lớp 2 á, má tôi dắt tôi đi Sài Gòn chơi. Má, cho con hỏi, sao ba không về thăm mình mà mình phải lên thăm ba? Vì ba con bận nhiều việc lắm. Nhưng mà mình không báo trước, ba có lao không? Không đâu, ba sẽ vui lắm đó. Vậy con sẽ khoe với ba với khen. Đi khoan đó con, để má coi lại địa chỉ đã. Đúng địa chỉ này rồi, con đứng đây đợi má nha. Dạ. Má ra liền. Em phải nghe lời anh, nhớ cẩn thận, có biết chưa? Em và con có chuyện gì thì anh đau lòng lắm. Nhớ nghe chưa? Dạ. Má, có ba chồng không? Mình lộn nhà rồi, không có phải nhà này đâu con. Mình đi đi con. Sao đi con? Đi. Má ơi, mắc tiểu quá má ơi. Má, má, má ơi, má sao vậy má? Má đừng làm con sợ vậy má. Má ơi, má tỉnh dậy đi má. Má, tối rồi sao không để ai ngủ hết trơn mà khóc la ông sùm vậy? Dạ, má ơi, má, má con bị sao nè? Trời ơi, bị cái gì vậy? Để tôi coi con sao nè. Hả? À, má con chết rồi con ơi. Hả? Má con chết rồi. Trời ơi, sao mà chết trong da túi vậy để trời. Má, trời má ơi, chết. Má, trời ơi, làm sao đây? Má tỉnh dậy đi má. Má ơi, má đừng có chết mà má. Thôi, con đến đi. Nghe chú hỏi nè. Con nghe chú nói gì không? Dạ. Nhà con ở đâu? Thôi, con đính đi. Con khóc hoài sao chú hỏi được? Sao rồi? Cứ khóc hoài, hỏi gì cũng không nói. Thôi được rồi, cậu ra ngoài lấy lời khai của bà chủ trọ đi, để tôi hỏi bé cho. Mình hỏi hết cả buổi rồi,
mà không ăn thua gì hết. Để tôi thử coi. Con à, nghe chú hỏi nè, con đói bụng chưa? Khóc nãy giờ, chắc là con khát nước lắm rồi phải không? Để chú lấy nước cho con uống nha. Nè, con uống đi. Con trả lời cho chú mấy câu, rồi chú dắt ra ngoài ăn hủ tiếu. Giỏi nha con. Giỏi lắm. Con nói chú nghe coi, con tên gì? Dạ, con tên là Khải Hưng. Khải Hưng hả? Quê con ở đâu? Dạ, quê con ở cầu Bà Bầu. Cầu Bà Bầu? Nhưng mà ở đâu? Dạ, con nghe má con nói là con ở cầu Bà Bầu. Chú hiểu rồi. Nhưng mà cầu Bà Bầu thuộc tỉnh nào, huyện nào, con có biết không? Dạ không, con không biết. Thôi được rồi, bây giờ chú dắt con ra đằng sau rửa mặt, rồi chú cháu mình đi ăn nha. Chú, vậy là má của con chết rồi hả chú? Ừ, má con chết rồi. Chết vì uống như một chai thuốc trầy. Con có biết lý do tại sao má con tự tử không? Dạ con không biết. Mà tối trước khi chết, má con đốt hết giấy tờ, rồi ôm con vô lòng mà khóc. Cũng vì má con đốt hết giấy tờ tùy thân, nên bây giờ mấy chú mới không biết nhà của con ở đâu để mà đưa con về nữa. Con à, con cố gắng nhớ lại coi, nhà con ở tỉnh nào, huyện nào, xã nào, con ở với ai, rồi mấy chú đưa con về. Dạ, con chỉ biết là nhà con ở cầu Bà Bầu thôi. Với lại xa chỗ này lắm. Sao con biết? Má con với con phải đi xe hơn 2 ngày mới tới. Mà chú đừng đưa con về nhà. Nhà con giờ không còn ai hết. Với lại ba của con cũng đi Sài Gòn rồi. Con có biết ba con ở đâu không? Dạ, con không biết. Vì má con nói ngày mai mới dắt con tới chỗ của ba. Chỗ ngày hôm qua là không phải. Nếu như không kiếm được gia đình của con, chắc là mấy chú phải đưa con tới viện mồ côi thôi. Mà thôi, chuyện đó để nói sau. Bây giờ mình đi ăn hủ tiếu nha. Đi con. Rồi sao nữa hả thầy? Thầy kể tiếp đi. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, tôi nghe đến ba chữ viện mồ côi thôi, tay chân tôi nó rụng rời hết luôn. Cho nên trong lúc đi ăn, nhân lúc mấy anh công an không để ý, tôi bỏ trốn. Trốn hả thầy? Tôi bỏ trốn, rồi tôi bắt đầu cuộc sống lang thang. Tôi đi bụi đời từ đó luôn. Rồi tôi bị một thằng đại ca nó bắt về. Nó đánh đập tôi tàn nhẫn lắm. Nó bắt tôi là phải giả tật nguyền, đi ăn xin kiếm tiền về nuôi nó. Bữa nào mà không đủ tiền về nuôi nó, nó đánh tôi thừa sống thiếu chết. Tội nghiệp cho thầy quá.
Rồi nói vậy thầy không có kiếm được ba của thầy luôn hả? Không gặp. Vậy vậy sao thầy thành thầy giáo được vậy thầy? Từ một thằng bụi đời để trở thành một thầy giáo như bây giờ là cả một câu chuyện dài đẫm nước mắt, thậm chí cả máu nữa. Thầy kể tiếp cho em nghe đi thầy. Thôi trễ rồi. Cô về đi. Coi chừng bà chủ la đó. Không không, hôm nay em rảnh lắm, em ít việc lắm, thầy kể cho em nghe đi. Cô ít việc nhưng mà tôi còn nhiều việc lắm. Bây giờ tôi làm xong mớ lồng đèn này nè, tôi còn phải vô soạn giáo án nữa để ngày mai còn đứng lớp. Vậy hôm nào rảnh á em qua thầy kể cho em nghe tiếp nha. Chuyện đâu có gì đâu vui, nghe làm chi cho nó mệt. Nhưng mà em muốn nghe, thầy hứa nha. Rồi tôi hứa. Thôi cô về đi. Cái ly này để tôi ăn hết, tôi rửa rồi ngày mai tôi trả. Dạ không sao đâu thầy. Vậy em thầy cho em rồi. Dạ bye bye thầy. Đại ca về rồi hả? Đại ca ngồi ghế đi. Chị, cho đại ca em một ly cà phê đặc biệt nha. Không cần đâu. Dạ, đợi chút. Mày đứng lên nghe tao hỏi nè. Dạ đại ca. Từ trước đến giờ mày đâu có xưng hô như vậy. Hồi đó em giả dạng là dân thường nên mới gọi là anh Cảnh. Còn bây giờ đã khôi phục thân phận giang hồ rồi thì phải xưng hô như vậy nó mới hợp chứ. Khôi phục danh phận? Dạ. Khôi phục lại danh phận là sao? Không phải trong mắt của anh em là một trong những thằng có máu mặt hay sao? Em cũng định đi xăm thêm mấy cái hình nữa. Mày điên à? Mày quên là hồi trước mày đã nói gì với tao à? Nói nhiều quá sao nhớ nổi. Mày không giống thằng Đăng mà tao quen. Khổ quá. Em đã nói với anh rồi mà, lúc trước em chân ướt chân ráo nên giả bộ hiền thôi, còn bây giờ mới đúng là bản chất thật của em. Mày xấu hay là mày tốt, chuyện đó không quan trọng. Mày nghe tao hỏi nè, có phải mày lấy tiền bảo kê của anh Thanh Bình không? Ừ, phải. Anh không nhắc em quên. Có. Nè, chia lại cho anh phân nữa. Mẹ kiếp. Sao anh tránh đánh tôi? Ngay lập tức trả tiền lại cho người ta. Chưa hết đâu, trở lại làm việc. Ai cho phép mày cái quyền ngồi để cà phê cà pháo trong khi mọi người vẫn làm việc hả? Anh đủ rồi nha. Cuối cùng vẫn được chi tiền. Nếu mà tôi không nghĩ đến thời gian anh đã từng cưu mang tôi, tôi không muốn nhìn anh vậy đâu. Mày không có nhịn mày làm gì tao? Cướp địa bàn này của anh luôn. Mày có bản lĩnh đó sao? Nè, anh chưa biết hết được bản lĩnh của tôi đâu. Bản lĩnh của tôi không phải là chỉ hạ được một thằng Tư Hoành, mà tôi còn có thể làm nhiều chuyện lớn hơn nữa. Thậm chí tôi hạ anh ngay bây giờ luôn đó. Ê, chị Đăng, mày hổn với đại ca hả mày? Tao hổn rồi sao? Hả? Giờ mày sao? Quá đáng. Mày muốn phản này Nga phải không? Này Nga. Chị Đăng. Để em thử thằng này. Chị Đăng, nghe tao hỏi nè, tại sao? Không có sao trăng gì ở đây hết trơn á. Thời thế bây giờ đã khác rồi, hai thằng bay á cũng phải thức thời đi, tôn tao làm đại ca đi. Đúng là anh Cảnh hiền lành thiệt, tốt bụng thiệt, nhưng mà anh không có đủ lực để giữ cái địa bàn này cho tụi bay đâu. Cắm miệng lại. Đại, con dừng tay lại đi. Đại ca yên tâm đi. Đại, dừng tay đi. Sao không? Anh nghe yên tâm, để em thử nó nhỏ. Ngồi đi. Có chuyện gì vậy?
Tại sao mấy anh lại đánh nhau? Nhà anh đâu ngói gì đâu. Tụi em ơi, nhật nhỏ. Dạ. Mời mấy anh về phòng vui vẻ làm việc. Trời, cái lão Kim Quy này, đáng lẽ mình phải đặt tên cho ổng là cái lão Kim Quy mới đúng. Làm việc gì cũng như rùa bò lê mê. Từ nãy giờ chưa xong nữa. Trời ơi, bởi vậy không hiểu sao mà ổng làm giám đốc hay thiệt. Anh cứ lằng nhằng giống như là bà cụ non vậy đó. Anh Quy anh gọi cho em rồi, anh nói là đang cho nhân viên tăng ca, làm thêm một mẻ bánh trung thu nữa, rút kinh nghiệm mấy năm trước á, không để cho một em nhỏ nào thiếu một cái bánh trung thu nào nữa. Ủa, lão nói với em như vậy đó hả? Ừ, anh Quy có xạo với em bao giờ đâu, anh yên tâm. Thực ra không phải anh thích lằng nhằng như vậy đâu, mà tính anh á, nhanh nhẹn quen rồi. Anh ghét ai làm việc chậm chạp lề mề lắm. Mà nhắc mới nhớ nha, cái lão Khải Hưng này thiệt tình á, có mấy chục cái lồng đèn hả, mà hả, làm cả tháng trời chưa xong nữa. Anh kêu đi mua đi, cứ tàn tiện không chịu mua. Ai nói với anh là mấy chục cái? Anh Hưng nói với em á, là đã quy động tất cả học trò của ảnh làm 100 cái lồng đèn tài trợ cho tụi mình. Thiệt vậy hả? Thiệt. Vậy tha cho lão đó. Mỗi lần á, mà nhìn thấy bánh trung thu hoặc là lồng đèn á, là em nhớ lúc tụi mình còn nhỏ. Anh Tân, anh có nhớ cái trận đòn mà tụi mình chịu chung với nhau không? Sao không nhớ chứ. Mà công nhận nha, lúc đó em gan thiệt đó. Cả đám hả, ai cũng đều súp re, không dám hó hé gì hết. Chỉ có mình em là dám đánh đại ca, còn quất thẳng tay nữa mới ghê chứ. Thì tự gì đã nói là ăn đồng chia đủ mà. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại em thấy mình cũng hơi quá đáng chút xíu. Lúc đó đánh hơi mạnh tay á, chắc là đại ca đau lắm anh ha. Mà cũng nhờ một roi của em á hả, mà đại ca đổi ý định để cho em nấu ăn cho cả nhóm tụi mình ăn. Mà công nhận nha, em nấu ngon thiệt đó. Nhất là cái món rau xào xà bân. Trời ơi, cái món đó anh phải công nhận, ăn tất cả những chỗ nào cũng vậy, chưa có chỗ nào mà ngon mà nhiều đồ ăn như em nấu vậy. Tại vì lúc đó đói quá, ăn cái gì mà không thấy ngon, chứ đâu phải tại vì nhiều thứ. Lúc đó mình nghèo thế mồ, làm gì có tiền, cho nên á, em phải đi lượm rau mấy cái chỗ mà người ta bỏ, rồi về bỏ chung một nồi nấu luôn. Cũng may là mọi người thấy ngon á. Anh Tân. Sao em nhớ lúc mà mình còn nhỏ quá. Trời ơi, giặt đồ gì mà ẩu quá vậy? Thôi rồi, bùn đất gì còn dính đi nguyên. Ủa gì anh? Trời ơi, anh là bị dắt té nữa hả? Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, đi đứng phải để ý một chút chứ, có sao không? Không sao đâu, mà mày làm cái gì vậy? Em đang ghé đồ cho mấy anh nè. Mà sao mấy anh giặt đồ ẩu quá vậy? Cái gì đâu mà bùn đất còn dính y nguyên. Có giặt đâu,
Tụi nó nhúng nước quầy quầy xong ra nó phơi. Trời ơi, hèn chi cái nào cũng hôi rình hết á. Áo đó của đại ca Giang với lại đại ca là Chùm ở dơ nhất luôn á. Hả? Đem phơi nắng cho nó bớt mùi xong mặc vô lại à. Trời, ở dơ vậy luôn á hả? Ừ. Chết em rồi. Cái gì chết vậy? Em có chí rồi nè. Trời, tưởng gì chí. Trời ơi, ở đây 2 tháng rồi mới có chí. Dạ anh có không? Nhóc. Nhưng mà trước giờ em đâu có đâu. Tại mấy anh lay cho em á. Có chí thì ngứa chút thôi. Có gì đâu. Có chết gì đâu. Không được, em phải diện hết mấy con chí này mới được. Bực bội quá. Chuyện gì mà sùm vậy hả? Đại ca, em có chí rồi đó. Đầu anh có không? Không. Sao kỳ vậy? Hồi nãy anh Hơn nói ở đây ai cũng có chí hết á. Ê, tao nói hồi nào? Tao chỉ có nói là ở đây ai cũng có chí, trừ đại ca ra. Thôi đi, anh đừng có xạo. Hồi nãy anh còn nói với em ở đây đại ca là người ở dơ nhất luôn á. Hồi nào, hồi nào? Hồi nãy á. Mẹ em đi, mày đừng có nói gì hết á. Thôi anh xạo quá. Đại ca anh có không? Tao nói không có mà. Ở đây ai cũng có, sao anh không có được? Ờ thì tại vì tụi nó ở dơ nên mới có. Tao không có đâu. Em không có tin, anh qua đây ngồi. Mày làm cái gì vậy? Em kiểm tra anh mới được. Mày kiểm tra cái gì? Kiểm tra coi đầu anh có chí không. Mày nói là không có mà. Vậy anh xạo, anh có đúng không? Tao không có. Vậy sao anh không cho em kiểm tra? Em chỉ nhìn một cái thôi. Phải á đại ca, mình không có, mình đừng có sợ. Cho nó coi đi, có chết gì đâu. Chỉ giờ một cái thôi đúng không? Ừ. Đó, mày coi đi. Có. Không có đúng không? Tao đã nói rồi mà. Có đâu mà coi. Thôi anh cho em coi một lần nữa nha. Một lần nữa thôi nha. Tao nói không là không. Thôi cho em coi đi mà. Tao nói không có mà coi cái gì. Thì cho em coi đi nha. Mày bỏ ra coi. Mày lì quá vậy. Khoan, anh cho em coi. Ý, em thấy rồi nè. Mày thấy cái gì? Trên tay của anh có một nút rùi son. Ngộ quá à. Mày. Trời. Nhỏ này, mày bị khùng hả? Nốt rồi so có gì đâu mà ngộ. Mày bị điên hả? Sao chửi em điên, ngộ thiệt mà. Thì ra mày tên Mén, gì đâu mày có chí. Anh vô duyên quá. Không phải gì đâu, em tên Mén là tại vì em nhỏ con. Nhỏ như con chí Mén á, biết không? Không. Kỳ quá à. Em tên Mén vì em nhỏ con như con chí Mén vậy đó. Sĩ Phương à, lâu lắm rồi em không nhắc anh cũng không nhớ. Em có cái tên mà nhỏ như con chí vậy đó. Chí Mén. Không hiểu sao hồi xưa em có cái tên kỳ vậy hả? Hài hước thiệt á. Nghe rất là buồn cười. Nè anh. Để anh. Chào buổi tối. Nhìn có tiến bộ đó, rất phong trần. Người yêu của anh hôm nay đẹp quá, nhìn không ra luôn. Mình ra nhảy đi em yêu ha. Tiếp người yêu ở đây hả? Một khi đã bỏ tiền vào đây rồi á, dù là người yêu cũng là khách thôi. Ok. Woo!
Hôm nay em đẹp quá. Báo cáo đi. Em đã nghe theo lời của chị. Diễn đúng hạn cháu đã bác. Thích xin hùng xin bác. Kết quả? Em đã bị cảnh tình với ban quản lý, đuổi ra khỏi đội bóng giác rồi. Tốt. Chuẩn bị vai diễn thứ hai nha. Vai diễn? Là cô người yêu từ dưới quê lên Sài Gòn, bị phồn qua đô thị làm mờ mắt, cặp với đại gia và chỉ lo cho cuộc sống của mình. Với một người chưa từng biết yêu, mặc dù diễn gia thất tình hơi khó. Chưa yêu? Không tin. Sao lại không tin? Một người đẹp trai hào hoa lại là hot boy của học viện cảnh sát mà chưa có ai để ý hết, hơi lạ đó. Thật ra thì cũng có vài cô, nhưng mà còn treo ngọc chờ người buông tên sao? Không phải, đang yêu thầm một người cho nên không muốn có một mối quan hệ khác. Cô gái nào mà tốt bước quá vậy? Báo cáo đi. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Bớt giỡn đi. Không giỡn, rất nghiêm túc. Ủa, sao vậy? Giận anh hả? Nè, nè. Ê, gì vậy? Hùng đại ca muốn gặp mày. Nhanh lên đi. Gần sắp lành chưa gì? Lẽ ra là lành rồi đó, nhưng mà tại vì anh cứ rắc kháng sinh lên nên nó mới lâu lành vậy đó. Chưa cắt cục tai là mừng rồi. Trời, cô là bác sĩ mà sao nói chuyện khó nghe vậy? Có vết thương chút xíu mà chữa hoài cũng không lành. Hay là cô có ý là câu bệnh để lấy tiền bệnh nhân? Cái gì? Cố ý câu bệnh lấy tiền bệnh nhân hả? Cô tưởng là tôi hứng thú với vết thương của anh ta lắm hả? Mỗi lần 20 ngàn, chưa đủ tiền bông băng nữa. Làm giàu được chắc. Vậy thì cô đến đây có lý do gì? Không lẽ cô đã có tình ý với anh Cảnh rồi hả? Cô đừng có nói bậy nha. Tôi đến đây là vì... Vì cái gì, cái gì? Bạn tôi nhờ. À, ý là... Là cô đang muốn nói tới cô bác sĩ tương lai tên là Cẩm Tú gì đó hả? Cô ta tới rồi, việc gì còn phải nhờ tới cô nữa. Cẩm Tú có tới chăm sóc cho anh hả? Ừ thì cậu mới tới. Trộn về cô tới nè. Sao không nói cho tôi biết? Cô có hỏi đâu mà nói. Cẩm Tú không nhờ mà cô vẫn siêng năng tới. Không yêu chứ lại gì? Tôi chẳng qua là tội nghiệp cho anh ta thôi. Nếu như mà Cẩm Tú tới rồi á, thì từ nay tôi sẽ không tới nữa. Cô làm gì vậy? Chưa băng xong mà. Tự băng đi. Sĩ Phương. Sĩ Phương. Trời đất ơi. Đó, em làm cô giận cô bỏ về rồi kìa. Không tới nữa thì thôi. Rồi lấy ai chăm sóc vết thương cho anh? Em sẽ chăm sóc vết thương cho anh. Trời ơi, em nghĩ đi đâu vậy? Em là bác sĩ hả? Em có biết là anh muốn mau chóng hồi phục không? Em không phải là bác sĩ, em không biết chăm sóc vết thương. Nhưng mà em biết là cô ta có tình ý với anh. Em không thể để cô ta tiếp tục cận kề anh nữa. Trời ơi, em dựa vào đâu mà nói cô ta có tình cảm với anh? Trong mắt cô ta hả? Anh chỉ là thằng thất học, không có xứng. Nhưng mà linh cảm của một người con gái đã cho em thấy trước điều gì sắp xảy ra. Nếu cô ấy tiếp tục cận kề bên anh, không chỉ cô ấy yêu anh mà hả, bắt đầu anh cũng có tình cảm với cô ta rồi đó. Trời đất ơi, Tuyết à, sao trí tưởng tượng của em quá phong phú vậy? Cô ta hả, là con gái của ngài thượng tá công an, kẻ thù của anh, biết chưa? Còn riêng đối với anh á, thì em là người hiểu rõ nhất. Anh không bao giờ quên được mối tình đầu của anh đâu. Em chỉ cam tâm cho cô gái trong mối tình đầu của anh thôi, chứ em không để bất kỳ cô gái nào cướp mất anh của em đâu.
em sẽ đấu tới cùng đó. Trời ơi, nhiều chuyện quá. Thôi đi lấy cháu anh ăn đi, đói bụng lắm rồi. Dạ. Cô ta yêu mình mà mình cũng yêu cô ta sao? Thiệt là quan được, nhảm nhí.